rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Như đã hứa, hôm nay mình sẽ làm con đông tà tây độc ha. Đây, bấm tài khoản random ha. Vào game nè ha. Đó, vậy là ok nè, bấm vào game. Các bạn làm gì thì làm nhanh nha, đừng có để nó hiện qua cái chế độ là mất mạng, rớt mạng gì nha. Rồi, đó vậy là thấy ăn cám rồi nè ha. Ra mới một server ha. Đó, vô game. Cái bấm bỏ không được ta. Rồi, đó, vừa vào trận là chúng ta thấy mấy ông già này đánh nhau nè ha. Còn cái con màu đỏ mà cầm cái quạt này là nửa đực nửa cái ha. Đó, ông này như ông Bụt vậy đó. Thật ra ông là ai? Đó, ông cầm cái phất trần, đó là ông Bụt nha các bạn. Cái thằng nào edit cái game thì chứ đâu gớt ra cái cọng cỏ này nè. Che mất luôn rồi, thiệt chứ. Đây là gậy đánh chó nè nha các bạn. À còn cái thằng ở trong cầm cái kiếm bự bự, mình nghĩ đó là Dương Quá nè ha. Đó, tiệt chiêu hút máu nè, ghê. Đó, bên này là giờ bị dính tiệt chiêu mệt rồi. Đụ, gậy đánh chó quýnh ghê không. Rồi cái thằng này là ai đây? Đó, ông Bụt dùng phép tiên đó. Đó. À đù, chết hết rồi. Đâu rồi, kiếm Dương Quá rồi, đây Dương Quá đây. Đừng có đặt tên này nha các bạn, đặt tên tiếng Việt giùm mình nha. Sáu chữ thôi. Nhớ tiếng Việt cho dễ nhớ nha các bạn. Rồi đứng nữa rồi. Rồi bây giờ mình chạy nhiệm vụ ha. Trong cái danh sách game của kênh mình là có rất là nhiều game hay nha các bạn. Phi, Thâu, GM rồi các kiểu ha. Các bạn cứ vào chơi ha. Trong đó có rất là nhiều game. Các bạn cứ vào chơi. Rồi bạn nào mà thấy yêu mến kênh ha, muốn ủng hộ kênh để có kinh phí mua thêm Thâu về thì các bạn hãy bấm vào cái đường link donate ủng hộ ở dưới ha. Hoặc bạn nào mà muốn chuyển khoản hay là chuyển khoản Momo hay ngân hàng gì có thể inbox cho fanpage ha. Cảm ơn các bạn chứ. Cái gì vậy? Lại quay nữa. Con nào mà bung ra là phi rm là chắc là các bạn làm cho đứt luôn quá. Các bạn nhớ cho mình là xài vừa đủ thôi nha. Hết mình thâu thêm ha các bạn, đừng có mà thâu dư để đó ha. Chúng ta là những game khủ có văn hóa nên các bạn hãy giúp mình đừng có thâu cho nó lắc server sập luôn nha các bạn.
Tuy là mấy con này nó sống rất là họ nhưng mà cũng không biết nó chết lúc nào đâu. Nên mình chơi game mình cũng phải giữ gìn cho người khác chơi nữa nha các bạn. Nhìn chung thì thấy bản này hình như là bản cũ. Bản mới là không phải là mấy thằng này đánh mà là ông già. Ông già cầm cây chổi ra đánh. Tính ra con game này rất là lâu rồi đó chứ mà bây giờ vẫn còn hot. Các bạn nào thấy chán á, thì có thể lướt qua khúc này ha, chuyển tới khúc mà làm thâu ha. Nhưng mà mình nói trước là các bạn xem cho hết nha. Mất khúc nào rồi trong đó rồi lại inbox cái fanpage mình lại hỏi ừ sao sao không được này nọ, game không biết chơi này nọ. Hãy coi trước đi rồi hãy vào mà hỏi. Có những thứ nó nằm sờ sờ đó mà các bạn cứ đi hỏi mình riết. Nhiều bạn inbox cái fanpage mình là hỏi là ừ sao anh ơi hôm bữa anh ra ngày 2 game, 3 game mà giờ anh ra ngày có 1 game. Trời ơi, hôm bữa là mình không có set quyền cho các bạn, bây giờ set quyền một ngày ta nói bèo cũng mấy trăm người. Set muốn rã cái tay luôn vậy, đâu có thời gian đâu mà làm thêm game. Còn nhiều bạn hỏi sao mà ừ anh không bung thâu. Bung ra một cái là chưa bung mà server đó là lắc lên lắc xuống rồi, đít lên đít xuống rồi. Bung ra cái chắc sập luôn server, ẹt nó không mở lại cho chơi đâu. Đa số những server mà bị sập toàn là anh em Việt Nam mình qua phá không chứ bên Trung Quốc họ có phá làm gì. Nhớ nha các bạn, server nó đã lắc lắm rồi, chúng ta đừng có mà làm cho nó lắc thêm nữa nha. Khổ với các bạn quá. Mình xin nhắc lại một lần nữa ha, là các bạn thích chơi game gì thì có thể inbox cho mình ha, hoặc là tìm ở trong danh sách của kênh ha. Nếu mà thấy yêu thích kênh, muốn ủng hộ kênh phát triển hay là mua thêm thâu về cho các bạn chơi thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách ủng hộ 10.000, 20.000 cũng được nữa. Không nhất thiết là phải 50, 100 gì ha. Nhiều thứ cũng thấy ngộ, mình phi thâu thì không thấy ai vào chơi hết á. Còn mà nhiều chỗ mà bán thâu 150, 200 độ thì mình thấy các bạn vào chơi ầm ầm à. Khó hiểu thiệt chứ. Còn bạn nào mà hỏi là ừ anh ơi bây giờ em muốn thâu cái này mà em không biết tên đó thì các bạn quay lại cái clip trước ha. Cái bài trước mình có hướng dẫn đầy đủ trong đó ha.
gậy bàn tay ha, đây nó phi cho chúng ta là bao nhiêu đây, 1 2 3 4 5 6 7, 7 là 30 triệu ha, 30 triệu kim nguyên bảo, VIP là full ha, đồng là khỏi tính đi. Đây VIP là lên là VIP luôn rồi ha, không gì bàn cãi, mà có cãi cũng biết cãi gì đâu. Rồi ha, bây giờ mình chỉ cho các bạn thâu ha. Rồi như các bạn đã thấy ha, ở đây thì nó có nhiều mục nè ha, để mình dịch lại cho các bạn xem cho dễ ha. Đây, ở đây là phát hành phôi nè, phôi đây là cái gì ta, cái lần nạp của các bạn, cái số tiền các bạn muốn nạp á, này mình nạp ha, mình nạp là nạp ít thôi nha các bạn, nạp khoảng 100 triệu đi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Còn ở đây là vật phẩm ha, các bạn muốn nhập cái vật phẩm gì thì bấm vào đây ha. Bây giờ mình sẽ phát hành, nó sẽ được gửi vào hư nha các bạn. Bây giờ mình vào game coi lại ha. À mình quên nói với các bạn một điều là các bạn muốn add thâu thì các bạn phải để là cái hình như cũ nha, chứ các bạn để cái kia là thấy thua rồi đó. Đây mình quay vào game thì đây, nó nằm ở trong hư luôn nha các bạn nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, nhận ha. Đấy bây giờ nó lên 130 triệu rồi nè, hồi nãy mình được 30, giờ thêm 100 nó là 130 nữa ha. Xài hết chúng ta hãy lấy nữa nha các bạn. Đây còn quyển sách mình nói đây, nó nằm ở đây, tướng đỏ nè nha các bạn. Các bạn cứ việc mà chụp cái màn hình lại, chụp những con tướng mà mình cần ha, xong rồi mình xài cái Google dịch, xong rồi mình quét lại. Đó, bạn chọn tiếng Trung ha, cái đầu bạn quét những cái chữ này lại nè, các bạn nhập vào cái chỗ ở trên cái chỗ nhận phôi á. Đó, đây là tướng đỏ nha, ở đây là đồ đỏ nè nha các bạn, còn ở đây là sách nè. Đó, sách luôn, thiên gì nè, ở bùa chú gì đó, bát quái gì đó, đây là không biết luôn, mình cũng không có rành cái game này cho lắm. Đó, tất cả những thứ các bạn cần ha. Đó ha, các bạn muốn những con tướng này thì có thể chụp những cái tên này lại nè ha. Đâu rồi, cái tên nó nằm đâu nè, tên nằm trên này nha các bạn. Đây để mình làm thử một con cho các bạn xem, mình làm con nào đây. Game nó hơi lắc ha. Chọn Kiều Phong đi. Đây Kiều Phong nè ha, cái tên nằm trên nè. Đó, bây giờ mình dùng cái điện thoại mình sẽ chụp lại. Rồi bây giờ mình đây là không có con tướng đó ha, trong danh sách ra nè. Đâu rồi, để vào cho các bạn xem. Không có ha. Bây giờ mình sẽ đi vào thâu. Đây có bản thâu nè ha, chúng ta bấm vào đây. Đó, vua của sở phía Nam gì nè. Đó, bạn dịch đúng ở trong cái mà Google dịch hồi nãy nó dịch cho bạn á, là cái này, cái mảnh này. Đâu mất mẹ nó rồi, phải chuyển về chế độ Trung Quốc thôi, hàng đầu tiên ha. Đây đó, các bạn nhận là
5.000 mảnh đi. Ồ không được, chỉ là được max là 99 999 mảnh thôi. Đó, bây giờ chúng ta thâu. Nó hiện cái bảng là thành công nha các bạn. Bây giờ mình quay vào game nha. Rồi, vào game nè ha. Đó, có hư rồi nè. Đấy, anh Kiều Phong của chúng ta nè. Ủa phải Kiều Phong không ta? Tại sao nó nói là phía Nam ta? Đi vô cái túi. Đây, Kiều Phong nè, 200 mảnh nè. Rồi bây giờ nâng anh Kiều Phong lên ha. Cái gì mà ba bốn tay biết đường đâu mà bám. Rồi bây giờ nó thành một tay rồi nè, nó bấm vào đây. Cộng kinh nghiệm gì đó lên. Rồi cộng lên. Nhìn gân không? Trời ơi, Kiều Phong hồi đó biết xăm mình luôn hả ta? Sợ người ta không biết mình Kiều Phong hay gì. Rồi cái viên này muốn lấy, copy chữ tên này ha. Rồi, bye bye. Mà khoan, để vô đánh trận cho các bạn xem. Rồi anh Long chúng ta nè, đó con rồng, bùm, bùm. Rồi xong, hết, kết thúc video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh mình nha. Nhớ đăng ký để biết thêm thông tin về game sớm nhất nha. À, bạn nào muốn biết thêm về game này nọ thì có thể inbox vào cái đường link ở dưới, các bạn vào fanpage ha. Like cái kênh fanpage mình ha, để hoặc là để chế độ theo dõi để biết thêm kênh, ví dụ như là game nào mà nó bị hư này nọ ha. Còn bạn nào yêu quý kênh á thì có thể ủng hộ kênh bằng cách bấm vào đường link bên dưới, là nó ở dưới nó có sẽ hướng dẫn hết cho các bạn. 10.000, 20.000 gì cũng được ha. Muốn ủng hộ kênh bằng thẻ điện thoại thì có thể inbox vào fanpage ha. Cảm ơn quý vị, các bạn. Gì đây? Rồi bye ra ngoài luôn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Rồi văng ra ngoài luôn. Rồi video tới đây thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.